Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh Di Động Hữu Phúc của mình nha. Thì tối hôm nay lên nhẹ anh em, một clip tầm mười mấy thôi nha. Ít giới thiệu tới anh em. Đầu tiên mình xin giới thiệu anh em con Samsung Re-Hyper Rim trước nha anh em. Re-Hyper Rim ha. Con này thì mình cũng đã giới thiệu bán rất là nhiều rồi. Máy thay vò nha anh em. Máy thay vò nha anh em. Ngoại hình là đẹp và len keng ha. Thì mình mới thay vỏ xong thì nó rất là ok. Re-Hyper Rim, màn hình của nó được 5 inch nha anh em. Màn hình 5 inch nha. Pin 2006. Mà bộ nhớ nó nhỏ nha. Bộ nhớ nó có 8GB thôi nha. Đó. Ngoại hình rất là đẹp. Camera thì sắc nét nha anh em. Đẹp nha. Đó. Camera là ok nha anh em. Mình test cái wifi nữa. Từ kênh của mình thì mình hay test kiểu đó anh em ơi. Wifi với camera sẽ test rõ ràng cho anh em, để anh em dễ hình dung ra cái máy và dễ mua ha. Đó, ngoại hình mình đã dán cường lực này anh em. Máy đẹp nha. Máy bán ra thì mình gồm cục sạc, dán cường lực cho anh em, bao ship. Giá này là mình bao ship nha. Giá 1,1 triệu nha anh em. Bao ship. Anh em chỉ việc gọi và để ở nhà nhận máy thôi. Và anh em cũng xin, mình cũng xin nói rõ luôn là anh em lỡ mà máy gửi tới á, có trục trặc thì anh em thông cảm nha. Cứ alo cho mình xong mình nhắn địa chỉ á, mà mình có địa chỉ ở trong phần giới thiệu kênh của mình có địa chỉ nha. Mình ở ngã tư xã Phước Cát 1 anh em, huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng nha. Anh em cứ gửi thẳng về cho mình sẽ đổi máy khác. Còn nếu anh em không ưng nữa thì mình sẽ bằng chuyển khoản trả tiền cho anh em nha. Thì anh em tùy nó thực sự luôn một câu là bây giờ anh em mình ở xa mua máy của mình thì mình rất là cảm ơn. Thì anh em mình có tin tưởng mình thì mới mua, nó thực sự vậy. Chứ không phải là tự nhiên anh em gọi điện tới rồi đi mua máy một cái chỗ tầm bại tầm bạ nha. Nên là lỡ mà trục trặc anh em cứ gửi máy cho mình. Mình sẽ đổi máy khác cho anh em. Còn không ưng á, anh em không ưng nữa, nói là thôi mình máy lỗi quá, không thích mua nữa, thì mình sẽ hoàn tiền cho anh em. Chứ không vấn đề nha. Chứ mấy anh em biểu là bây giờ phải chuyên khoản trước cho tôi rồi tôi mới gửi máy cho anh. Thì mình xin phép là anh em thông cảm nha, mình không có làm cái kiểu đó nha. Làm sai nguyên tắc đó mình không làm nha. Không có vụ mà mình chuyển khoản trước cho anh em rồi anh em gửi máy cho mình, không có vụ đó nha. Nên là anh em nào mà mua mà đỡ trục trặc á, phải gửi máy cho mình. Mình nhận được máy xong thì mình mới trả tiền nha. Hoặc là mình đổi máy khác. Ok nha anh em. Rồi, mình xin phép giới thiệu anh cái máy thứ hai nha. Cái này là con Xiaomi Redmi 5A. Trong clip kênh của mình bán rất là nhiều rồi nha anh em. Bây giờ mình còn một con màu xám này. Máy đẹp tầm 97%. 97 to 98 nha, không có xấu nha. Cái bỏ ngoài kính ngoài dán cường lực rồi nha. Dán cường lực rồi này. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Màn hình 5 inch. Màn hình con này 5 inch, pin 3000 nha anh em. Chụp hình rất là đẹp nha. Chụp hình ok đấy. Con này tính anh em giá 1250 nha. 1250 ok nha anh em. Đó. Máy rất là đẹp. Nói chung là còn chuẩn luôn. Ok, mình xin phép qua con máy thứ ba nha. Oppo Mirro 5 nha anh em. Oppo Mirro 5. Ngoại hình xuất sắc. Không có đẹp keng nha. Đó, lưng này. Lưng vỏ. Máy đa dáng cường lực. Kính thì có những vết xước lông mèo, mình thấy nhìn kỹ là có. Còn tổng thể là máy đã đẹp cũng nằm tầm 95-96% nha, không có xấu nhiều. Không phải là quá xấu nha anh em. Mình sẽ test camera cho anh em xem. Đây anh em ha. Đó. Chụp hình còn rất là đẹp nha. Chụp hình đẹp. Máy ok. Wifi đây anh em. Mirro 5. Pin của nó là RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh em. Màn hình 5 inch. Pin con này 2000 mấy 3000. Pin hình như pin 3000mAh. Dung lượng đó. Đó. Pin của nó 2400 nha anh em. Pin dung lượng 2400 ha. Đó. Máy ok nha. Con này tính em giá 1250 nha. Giá 1250, giá bữa nay đã rỉ rất là nhiều rồi nha anh em. Giờ này máy tùy theo máy, có máy xuống giá thì bán xuống nha. Giá 1250 thôi. Rồi một còn sót là một em F1 VK này anh em, RAM 3, bộ nhớ 16GB. RAM 3 bộ nhớ 16, pin 2500 nha anh em. Pin 2500 nha. Đó, màn hình 5 inch.
máy này thay vó nha anh em, máy đã thay vó, nói chung là lâu rồi anh em, vó nó không xấu thì mình thay lại thôi, chứ còn men ring nguyên ring nha anh em, lâu rồi nó còn cũ nữa là em sẽ thay, mình thay vó cho nên anh em xài cho nó chuẩn nha. Máy đẹp keng ha. Đã. Máy đẹp keng Seben, RAM 3, bộ nhớ 16GB, màn hình 5 inch. Chụp hình thì con này cũng còn ok. Chụp hình, camera, wifi. Máy này thì thích hợp cho những anh em xài giải trí nhẹ nhẹ thôi nha anh em. Chứ còn game mà kỳ game là không nói nha anh em. Từ giá nó cũng rẻ anh em, có hơn 1 triệu à. Đó. Wifi được ok hết, máy đẹp keng, tầm 99%. 98.99, giá của nó là 1350 nha anh em. Giá 1350 nha. Những con máy nó giá này thì mình đã bao ship hết cho anh em rồi nha. Anh em chỉ việc nhấc máy lên gọi cho mình và mình ship tận răng nha anh em. À, nguyên tắc mua máy mà thì anh em cứ cọc trước cho mình cái gạt 50 ngàn việc theo, xong nhắn họ tên địa chí cùng với cái máy cần mua thì mình sẽ gửi máy tận nơi cho anh em. Và anh em những cái máy mà đa số là mình sẽ bao ship hết toàn bộ, còn rất ít những cái là anh em phải chịu tiền ship nha, chứ đa số là mình bao ship hết nha. Thì những máy nào mà không có bao ship thì mình sẽ nói rõ trong video ha. Tiếp theo một con Xiaomi Note 4X anh em, Xiaomi Note 4X máy nguyên zin đẹp keng sao em. Máy này dán có dán keo này, còn dán keo này, có dán màn hình luôn rồi. Đó, máy đẹp đẹp tầm 97-98% anh em, không có xấu gì nha. 97-98 camera còn ok nha anh em. Đó, camera, camera này có keo này, lột ra thì nó đẹp hơn này. Đó, camera wifi, con này RAM 3 bộ nhớ 32GB, màn hình 5.5 inch. Note 4X này màn hình 5.5 inch nha anh em, pin 4001 nha, pin 4001, RAM 3, bộ nhớ 32. Con này mình nó bị có một cái tật nhỏ đấy anh em, là pin của nó nha, mình sạc tới 92% đứng nha. Pin nó nói chung là nôm na là pin nó còn 92%. Pin tầm 90-92%. Thì con này mình tính rẻ cho anh em nha. Con này mình tính nhẹ cho anh em luôn là 1.3 triệu nha anh em. 1.3 triệu, mình chỉ có một máy thôi nha. 1.3 triệu nha anh em. Đó, mình có nói rõ ràng quan điểm cho anh em nghe rồi ha. Pin nó tầm 92% ha. Ok nha. Máy riêng mình chưa thay thế gì hết nên là bán nhanh cho anh em luôn, giá 1.3 triệu. Anh em nào cần chống cháy thì alo cho mình nha. Rất là rẻ, máy còn đẹp keng luôn, chỉ có mỗi cái pin nữa thôi nha. Rồi, mình xin phép qua tiếp một con máy Reba Pro anh em. Reba Pro, máy đẹp keng sao em, máy hàng nha anh em. Máy hàng. Đây. Máy Hàn Quốc. Máy riêng nguyên luôn. Máy riêng nguyên. Ngoại hình đẹp. Ngoại hình thì là rất là đẹp anh em. Đó. Xài một sim nha anh em, Reba Pro. Đây anh em, con Reba Pro nha, bán hàng anh em ơi. Máy này một sim, được cái là nguyên zin, màn hình zin, vỏ zin nguyên hết, một bộ đó mình nhập về nguyên zin luôn, chứ không có thay thế gì trong này hết nha anh em. Reba Pro bán hàng một sim, màn hình 5 inch, pin 2004, RAM 216 nha anh em. RAM 216, con này để coi thử tính anh em được giá nhiêu đây. 14 nha anh em, 1.4 triệu nha. 1.4 triệu cho con Reba Pro nha. Chụp hình rất là đẹp. Chuyển camera sao đi. Đó, chụp hình rất căng luôn nha anh em. Chụp hình thì siêu đẹp, Reba Pro. Đời mới anh em, mới dòng này thì xài rất là ổn định. Nó không có chập chờn. Đó. Máy này là kính là theo mình đánh giá là đẹp tầm 98. Tầm 98 nha anh em, máy rất là đẹp. Rồi mình xin phép qua nha. Có hai cây anh em ơi, một cây này nè. Máy xài một sim thôi nha anh em, một sim nha. Một sim chứ phải hai sim đâu. Tự bán hàng này chưa có bể. Bán gốc luôn để xài cho nó chuẩn. Đó. Một cặp hai con. Con nào cũng đẹp hết em. Hai con tao đẹp 97-98 hết. Đó, màu đen nha anh em. Đó. Kính lưng đẹp keng ha. Lục miếng dán qua cho nó khỏi bị mờ. Đó. Rồi ok anh em, 1.4 triệu nha. Bao ship kèm sạc cho anh em. Tiếp theo là một con Reba. Cũng con Reba mà Reba 20. Bán hàng, xài một sim, máy ring nguyên luôn. Máy ring luôn anh em. Đó. Máy ring. Chụp hình cho anh em coi coi. Rồi, đẹp VIP luôn. Máy đẹp tầm 97. Nghe đây có cấn nhẹ này. Không đáng kể đâu anh em, cái đó là chả đáng kể gì.
Wi-Fi camera thì ok hết nha anh em. Con Riba 20. Con này màn hình 5 inch nè. Pin của nó là 2600 nha. RAM của nó 1,5 GB, bộ nhớ 8 GB. Con này bán nhanh cho anh em luôn, 1,1 triệu nha. 1,1 triệu nha anh em. Rồi, tiếp theo còn một con Xiaomi. Xiaomi Redmi 4X nha anh em. Redmi 4X nha. Camera sắc nét đẹp. Camera wifi. Con này ngoại hình thì mặt sau đẹp nha anh em. Mặt sau thì ok nè. Mặt trước thì kính có xước lông mèo. Kính có xước nhẹ nha anh em. Kính có xước, mình đã dán cực lực luôn rồi. Mình dán cực lực luôn rồi. Nên nhìn cũng ok thôi, không có sao hết anh em. RAM 2, bộ nhớ 16 GB, màn hình 5 inch. Pin của nó là trâu hơn tí anh em, 4.100 nha. Máy nhỏ nhưng mà pin trâu bò, 4.100. Thì giá của nó là 1.250 nha anh em. Mình bao ship kèm sạc cho anh em nha. 1.250. Và kết thúc clip hôm nay là một con Samsung J7 Prime. Máy đẹp tầm 99%. Theo quan điểm cá nhân, 99%. Khó tính lắm thì phải 98,5. Lưng đẹp keng xà beng, máy nguyên zin. Kính đại dáng cường lực, không vết trời, máy nguyên zin. Y như bóc hộp luôn anh em. Máy hàng nha, máy Hàn Quốc nha. Xài một sim nha anh em, màn hình 5,5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32. Cái một sim nguyên zin. Pin của nó là 3.300. Tính anh em giá là 1,750 nha. 1,750 nha anh em. Nhanh gọn nhẹ, mình tính nó giá là rất là mềm nha anh em ạ. Quá mềm nha anh em luôn, 1,750 nha, cho anh em sở hữu nhanh gọn. Mình có đúng một máy thôi. Anh em nào gọi sớm thì còn, mà gọi trễ thì mất nha. Gọi sớm thì còn, mà gọi trễ thì mất nha anh em. Con máy này mình chỉ một máy thôi. J7 Prime, giá 1,750, máy nguyên zin, bán hàng một sim. Xài rất ổn định anh em. Rồi, ok. Clip này, con máy này cũng đã kết thúc clip ngày hôm nay. Và thân ái chào anh em, hẹn anh em những clip tiếp theo. Những anh em trong kênh nhớ like, bấm like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, thân ái chào anh em.